Rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn thôi thưa các bạn. Lặng lẽ, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn thôi. Phan Tùm 8 cách đây khoảng 2 tháng nhỉ, 2 tháng thì một chiếc Phan Tùm 8 màu đỏ rất đẹp thì cũng đã về Việt Nam rồi. Và giá nghe đâu đấy khoảng hơn 70 tỷ. Ôi, 70 tỷ một chiếc xe. Thật không thể tin được, nhưng đó là Rolls-Royce. Chỉ có thể là Rolls-Royce Phan Tùm 8 và những bóng hồng huyền bí. Mình nghĩ là hình ảnh sẽ không nói hết lên cái sự đồ sộ hoành tráng của cái mẫu xe này, bởi vì nếu như nhìn ở phía ngoài ấy các bạn ạ, nếu mà nhìn ở phía ngoài các bạn sẽ thấy những cái đường bo này nó đẳng cấp như thế nào này. Nó phải nói là siêu đẳng cấp luôn, nó mềm mại mà nó có cái gì đấy là mình sởn da gà luôn. Đèn laser khoảng chiếu xa tới 600m. Và màu sơn này thì mình nghĩ phải mất can I make a video? Phải khoảng mấy chục kg sơn, và sơn thành 10 mấy lớp luôn. Sơn thủ công sau đó lại được tinh chỉnh, được trau chuốt bằng những robot ở một cái đẳng cấp sản xuất quá cao. Và mẫu xe này thì cũng dùng chung, chia sẻ cùng với platform, cùng với nền tảng khung gầm mới của Cullinan. Lưới tản nhiệt to, rất đặc trưng và biểu tượng. Rồi, rất đặc trưng của Rolls-Royce. Người chị em bay, à nhầm, người đàn bà bay. Và các bạn có thể thấy nắp capo của Phantom 8 này, giờ đã có một cái đường mặt chrome nó chạy xuyên suốt này. Từ trên nhá, từ trên cửa sổ này, xin lỗi, từ trên ô cửa kính, kính lái này, đây nó liền mạch xuống dưới đây ạ. Đây, và nó liền ăn hẳn ra chiếc lưới tản nhiệt, camera 360. Những chiếc xe Rolls-Royce bây giờ công nghệ đầy mình luôn, phải nói là đẹp dã man, super đẹp. Hôm trước Lê Bảo Duy bên mình thì đi săn, quay rồi đuổi theo về bảo là đẹp lắm, nhưng mà mình cũng chưa hình dung nó đẹp cỡ nào. Nhưng mà nếu mà nhìn thực tế này phải nói là sởn da gà luôn, nó quá đẳng cấp. Riêng bộ vành này 22 inch lắp vào Phantom 8 quá nhỏ bé, và lốp này cũng là lốp được thửa riêng cho dòng Phantom 8 bởi vì là lốp giảm âm, có cái độ yên tĩnh rất là cao, bởi vì ông chủ của những chiếc xe Rolls-Royce thưa các bạn sẽ cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Và các bạn hãy xem, toàn bộ cái chiều dài cơ sở của mẫu xe này lên tới gần 6m, mình nhớ không nhầm là 5m9 mấy ấy. Nó còn dài hơn cả chiếc Cullinan đó. Với giá trị của mẫu xe này 70 tỷ thì nó sẽ tương đương với một căn biệt thự, tôi nghĩ là gọi là lâu đài đi. Vâng, gọi là lâu đài di động. Wow. Và các bạn hãy xem phần thiết kế, phần mái vòm của Phantom 8 vuốt ra phía sau. Thật khó có thể nói được hết cái vẻ đẹp của cái mẫu xe này bằng từ ngữ miêu tả, mà chúng ta phải đến, phải nhìn, phải ngậm, phải sờ, phải chạm vào những cái nước sơn này nhá. Mình sẽ sờ vào đây này, độ mịn, độ mượt thực sự là khó nói lên lời, nó có cái gì đấy còn hơn cả da em bé cơ. Đôi khi nó còn sướng hơn cái gì gì đó nữa thì các bạn tự hiểu nhá. Và thưa các bạn, đường coastline bây giờ nó lại nằm ở đây, rất khó nhìn. Nếu như trên Cullinan thì sơn màu cam, còn màu này thì lại sơn tương đối giống với màu thân xe, đấy là màu ghi, rất khó phát hiện. Đơn giản, tôi là Rolls-Royce, tôi có quyền làm những điều rất rất khác biệt đấy các bạn. Sự đặc biệt trên những chiếc Rolls-Royce như mình đã chia sẻ rất nhiều rồi, nó tới từ công nghệ khung gầm, công nghệ thân vỏ cũng rất đặc biệt.
Còn về đẳng cấp cá nhân hóa thì chúng ta sẽ phải vào bên trong xe. Đây, chiếc cửa sẽ được mở ra. Rất nhẹ nhàng, một chiếc cửa rất to và nặng, nhưng chỉ cần một lực nhẹ thôi sẽ được mở ra. Và một thế giới, một không gian riêng, rất riêng sẽ dành cho bạn. Khi bạn mà đã lọt vào cái không gian này rồi, rất khó có thể mà rời khỏi nó được. Rất tiếc mẫu xe này không phải là mẫu xe của mình đó. Thì về cái nền tảng, ngay cả nền tảng thiết kế trên cái bảng tablo này cũng vậy, thiết kế này cũng vậy, các bạn có thể thấy nó tương đối giống. Bây giờ thì các cái dòng xe, kể cả dòng xe bình dân cho đến dòng xe trung, dòng xe sang, siêu sang, đều sử dụng một cái nền tảng chung để thiết kế. Và ở giữa đây này, cái phần mà các bạn thấy cái biểu tượng logo đấy nhá, sẽ là một cái màn hình khoảng 12, mấy inch ấy, 12,3 inch gì đó. Nó sẽ nằm ẩn vào trong này. Đấy, đồng hồ bên cạnh. Ngay chỗ chữ Phantom đấy thì bạn có thể để ví dụ bạn muốn cái gen của mình, cái DNA của mình nằm trên đó thì cũng được. Đây, phần gỗ này. Như mình đã nói rồi thì tất cả các cái mẫu xe sang, siêu sang ấy là đẳng cấp đến từ da, gỗ và kim loại, được chế tạo thủ công và đều thuộc hàng quý hiếm hết. Và những chiếc xe này, tất cả các hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hay những hệ thống về an toàn, hay hệ thống treo, hay hệ thống lái, hay hệ thống phanh, hay hệ thống bất kỳ hệ thống nào liên quan đến vận hành, đều là đẳng cấp nhất trên thế giới. Và tất cả nó mang lại cái sự êm ái và một cái đẳng cấp rất riêng cho ông chủ. Chính vì vậy giá nó luôn ở mức độc nhất vô nhị và cũng là trên trời. Đây thì các bạn có thể thấy các cái có thể nâng gầm này, có thể hạ gầm này, cảm biến này, camera 360 này. Wow. Ôi giời ơi, mình xem vật liệu chế tạo ra cái không gian, cái bảng điều khiển của BMW X7 đã phê rồi, nhưng mà sang Rolls-Royce nó là một cái gì đấy quá khác biệt, không thể so sánh nổi. Kiểm soát hành trình, phanh, gọi là ga tự động, có khoảng cách này, có kiểm soát khoảng cách này. Ra trên những chiếc xe Rolls-Royce thì thường phải mất mười mấy con bò và phải lọc ra những cái phần tốt nhất của bò. Nói chung là nó hơi loạn ngôn từ bởi vì không tưởng tượng nổi. Đây các bạn nhá. Wow. Bầu trời sao đây. Đó. Bạn có muốn đưa gỗ xưa, bạn có muốn đưa gỗ siêu quý hiếm ở nhà mình thì hãy liên hệ với Rolls-Royce. Bạn sẽ có được tất cả những điều đấy. Và đó, 70 tỷ ngay trước mắt các bạn. Rồi, ghế thì massage không biết bao nhiêu ấy nữa. Tiếc là ở đây mình cũng chưa được thử những cái massage như vậy. Đó. Tuyệt vời chưa ạ? Thực sự từ những cái chi tiết nhỏ nhất, rất nhỏ, nhưng đều là đẳng cấp nha các bạn. Tất cả đều phải rất đẳng cấp. Chế độ điều khiển quạt gió cho người hàng ghế sau này, ngay đây luôn. Và hệ thống loa cũng vậy, hệ thống âm thanh cũng vậy. Chúng trên Rolls-Royce thì nào, trước bàn làm việc đây. Đấy, bấm lại lên. Đến từng những cái chi tiết móc áo này, trên thành cửa này. Đấy, để treo móc áo vân vân này. Đều được mạ chrome cực kỳ sáng bóng mà dùng mãi không thấy mờ. Mờ là đền luôn, có khi được đền cả con xe chứ đùa. Hệ thống thông gió cho ở ngay dưới sàn cho người ngồi hàng đến sau. Nói chung bạn là ông chủ thì tất cả là của bạn. Cửa rất to. Rồi, hít rất nhẹ. Ôi, ước gì mình có chìa khóa ở đây và được làm vài vòng để xem thuật toán xử lý hàng triệu phép tính của Rolls-Royce nó hay như thế nào, nó êm như thế nào, nó đẳng cấp như thế nào. Chỉ được ngắm mà thôi. Chỉ được ngắm mà thôi. Đẩy nhẹ vào xem. Hít. Wow. Đấy, nó bóng này, soi gương luôn nhá. Các bạn có thấy không? Nó còn bóng hơn cả gương. Đây là phần khung cửa của Phantom 8, phần mạ chrome. Đây các bạn có thể thấy bóng tuyệt vời.
các cái hệ thống hỗ trợ lái như là hỗ trợ giữ làn rồi phanh khoảng cách rồi vân vân thì đều có hết trên cái Phantom 8 này. Đơn giản. Bởi vì tôi là 50 tỷ cho một bản thì tôi có quyền có tất cả. Đó là Rolls-Royce Phantom 8. Rồi. Những góc hình đẹp nhất về mẫu xe này. Các bạn hãy vui lòng rung chuông, hãy vui lòng subscribe và hãy vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng những hành động đơn giản như vậy thôi. Để chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn những sản phẩm mới nhất có trên thị trường hiện nay. Và chắc chắn rồi, nó cũng sắp về Việt Nam mà thôi. Tất cả những cái sản phẩm có ở Bangkok Motor Show cũng sẽ sớm về Việt Nam. Điều đấy thật tuyệt vời phải không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.